Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Kim Cương xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể quý bà con cô bác có mặt trong buổi tối hôm nay. Xin kính chúc cho quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe. Và quý vị ơi, lần này là lần thứ ba Kim Cương trở lại đây rồi nha. Kính chúc cho quý vị năm nào cũng phát tài nha. Dạ, và liên tục chương trình thì Kim Cương xin gửi quý vị với ba câu trong lớp trích đoạn cũng rất là quen thuộc được mang tên Cô gái bán gươm. Quý vị có thương Kim Cương cho Kim Cương chạm pháo tay bự bự được không? Dạ, xin cảm ơn. Các người ơi đi ơi.
Dạ, em xin cảm ơn ạ.